Cục quản lý khám chữa bệnh Bộ Y tế cho biết, sau 4 ngày nghỉ Tết đã có hơn 17.300 ca khám cấp cứu liên quan đến tai nạn giao thông, giảm 15% so với cùng kỳ Tết Tân Sửu 2021. Số ca khám cấp cứu liên quan đến tai nạn giao thông chiếm 12,9% trong tổng số ca khám cấp cứu chung. Trong đó có hơn 5.000 trường hợp phải nhập viện điều trị, giảm 24,6% so với cùng kỳ. 159 trường hợp tử vong do tai nạn giao thông, ít hơn 19 ca so với cùng kỳ Tết Tân Sửu 2021. 287 trường hợp khám cấp cứu do pháo nổ các loại. Tính cả 4 ngày nghỉ Tết thì số bệnh nhân được điều trị khỏi là hơn 67.200 trường hợp.